Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay Chủ nhật ngày 8 tháng 12, chúng tôi sẽ cho đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dần khẳng định vị trí của mình trên nhiều lĩnh vực. Thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự ở các địa phương trong tỉnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Sự kết hợp giữa làn điệu cồng chiêng và các thể loại nhạc đương đại tạo sự cộng hưởng sôi nổi của cuộc lạ thường, mang không gian văn hóa cồng chiêng để gần hơn với công chúng. Thưa quý vị và các bạn, đóng góp vào truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, dần khẳng định vị trí của mình trên nhiều lĩnh vực, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của học viện. Vào sáng nay, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, mùng 2 tháng 12 2004, mùng 2 tháng 12 2019. Tham dự lễ kỷ niệm có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phan Thế Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia có Tiến sĩ Đặng Xuân Hoang, Giám đốc Học viện, các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên, sinh viên của Phân viện. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã đánh giá lại những thành tích mà Phân viện đã đạt được trong 15 năm công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và phục vụ đào tạo cũng như các phong trào hoạt động khác. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động đã và đang công tác tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế. Các thế hệ sinh viên, học viên luôn dày công xây dựng để phân viện có được như ngày hôm nay. Nếu như khi mới thành lập, văn phòng đại diện chỉ là ban quản lý dự án xây dựng cơ sở vật chất, thì đến nay, Phân viện Huế đã có 8 đơn vị. Về nguồn nhân lực, Phân viện đã có 54 cán bộ, giảng viên, trong đó có nhiều tiến sĩ, chuyên viên cao cấp và tương đương. Phân viện Huế ngày càng khẳng định vai trò vị trí của mình trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về hành chính cho đội ngũ cán bộ, viên chức, công chức nhà nước. Hiện nay, Phân viện Huế tổ chức 4 hệ đào tạo: đại học, sau đại học, bồi dưỡng công chức, bồi dưỡng chuyên đề. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận và thực tiễn, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy nghề học làm trung tâm. Chương trình đào tạo sau đại học không ngừng đổi mới, Phân viện Huế đã mở 40 lớp và 1.526 học viên, tổ chức trên 320 lớp bồi dưỡng, chuyển đổi với gần 18.000 lượt học viên của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Từ khi thành lập đến nay, số lớp và số học viên tăng từ 15 đến 20% qua từng năm. Cùng với đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, biên soạn, xuất bản tài liệu, tạp chí khoa học, hoạt động thư viện, hợp tác quốc tế cũng được Phân viện chú trọng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Định đánh giá cao những đóng góp tích cực trong chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế. Đồng thời mong muốn cán bộ, giảng viên, nhân viên và người lao động cùng sinh viên và học viên Phân viện tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới. Dịp này, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bằng khen của Bộ Nội vụ dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cùng các ban ngành liên quan vừa có buổi gặp mặt người dân chuẩn bị giải tỏa đợt 1 khu vực Thượng Thành thuộc dự án bảo tồn tu bổ kinh thành Huế để lấy ý kiến đồng thuận về chủ trương xây nhà ở. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Huế đã ghi nhận ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng nhà cho các hộ nghèo khu vực Thượng Thành không đủ điều kiện xây dựng nhà ở sau di dân. Cụ thể, có 29 hộ nằm trong diện này, ngoài số tiền từ khung chính sách hỗ trợ theo quy định nhà nước, ban vận động xã hội hóa khác sẽ xây dựng nhà ở khang trang cho người dân theo hình thức chìa khóa trao tay, từ thiết kế nhà mẫu, mức giá để xây dựng những căn nhà này ở mức hợp lý, tiết kiệm nhất và sẽ vào khoảng 210 triệu đồng một căn. Đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế đã giới thiệu mẫu nhà sẽ xây dựng cho các hộ nghèo. Cụ thể, trên diện tích đất rộng 64m², chiều rộng 4,7m, dài 13m, căn nhà xây dựng có tổng diện tích 75m², tầng 1 là 47m², gạch lửng 28m², kết cấu từng căn nhà độc lập, nền móng kiên cố, có đủ bếp, phòng ngủ, sân vườn, không gian gạch lửng để thờ tự và chống lụt. Sau khi nghe phương án cụ thể về những căn nhà sẽ được xây dựng, phần lớn người dân đều rất phấn khởi, đồng tình với chủ trương này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh thông tin, sau khi bà con đồng thuận sẽ nhanh chóng triển khai thi công vào giữa tháng 12 năm 2019 và chậm nhất đến giữa tháng 4 năm 2020 sẽ hoàn thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng đề nghị các phường thành lập các tổ giám sát cộng đồng để cùng bà con thực hiện công tác giám sát để đảm bảo chất lượng công trình. Riêng một số băn khoăn kiến nghị của một số hộ, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm nguồn hỗ trợ với mục tiêu tất cả bà con diện giải tỏa đều có nhà ổn định cuộc sống.
Chuyển sang những tin tức khác, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công nhận xã Phong Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, sau 8 năm khi xây dựng nông thôn mới, xã Phong Hòa đã huy động tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 7,2 tỷ đồng, còn lại là ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ để xã hoàn thành các tiêu chí. Bên cạnh đó, nhân dân xã Phong Hòa đã tự nguyện hiến 11.000 mét vuông đất và tài sản trên đất, hơn 2.560 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và các công trình công cộng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và phát huy hiệu quả như mô hình trang trại nông lâm thủy sản kết hợp, làng nghề truyền thống gồm phước tích và một mỹ nghệ mỹ xuyên, thu hút nhiều lao động địa phương tham gia cho thu nhập ổn định. Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng, chất lượng giáo dục đào tạo ngày một nâng lên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Phong Điền đã trao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Hòa. Đến thời điểm này, huyện Quảng Điền đã triển khai thực hiện việc giải quyết 165 thủ tục hành chính của 30 lĩnh vực thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện, được đưa vào tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo phương thức 4 tại chỗ. Việc thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần đảm bảo cho cả thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân tổ chức. Các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực quan liêu. Phương châm 4 tại chỗ gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ hồ sơ ngay trước khi tiếp nhận sẽ được kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Trước đây, chỉ kiểm tra thành phần hồ sơ rồi mới tiếp nhận, nên khi chuyển hồ sơ về giải quyết tại các cơ quan chuyên môn sẽ xảy ra các tình huống bổ sung hồ sơ, trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết, làm tốn kém thời gian, chi phí, công sức của công dân tổ chức. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển, xử lý và áp dụng chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết thủ tục hành chính theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai minh bạch. Việc in ấn, phê duyệt kết quả, phát hành kết quả thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Hành chính công của huyện. Thưa quý vị, trong những ngày này, không khí tuyển chọn công dân lên được nhập ngũ ở các địa phương rất sôi nổi. Thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự ở các địa phương sẵn sàng nhận nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Để công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng, đúng quy định, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng đã chung tay trong việc vận động tuyên truyền thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí tuyển quân ở các địa phương qua phóng sự sau đây. Xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, trong ngày khám sơ tuyển tại trung tâm y tế xã có gần 150 đoàn viên thanh niên, trong đó có không ít người là sinh viên đại học, cao đẳng. Nhiều thanh niên đã có công việc ổn định, nhưng với họ lên đường làm nghĩa vụ là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhìn những gương mặt đang còn rất trẻ, luôn tươi cười khi đi khám tuyển nghiệp vụ mới thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động, phổ biến kiến thức pháp luật về luật nghiệp vụ quân sự tại địa phương. Chúng tôi xây dựng kế hoạch tham mưu cho ủy ban xã tổ chức phát lệnh gọi thanh niên. Thì hàng năm để làm tốt cái công tác tuyển quân thì ban chỉ huy xã phối hợp các ban ngành đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên và toàn thể bà con nhân dân xã, nhất là luật nghĩa vụ quân sự và luật dân quân tự vệ. Về chất lượng thanh niên nhập ngũ hàng năm thì đối với quân xã Thủy Bằng, chúng tôi thì hàng năm tỷ lệ giao quân thì đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. 2018-2019 thì chúng tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, và đối với công tác tuyển quân thì luôn là đơn vị đi đầu của thị xã về công tác giao quân. Còn tại vùng gò đồi phía tây nam Thừa Thiên Huế, bao gồm các xã Hương Bình, Bình Thành, Hồng Tiến, Bình Điền, là vùng đất kinh tế mới, kinh tế chủ yếu là trồng rừng, khai thác rừng kinh tế, nên nhu cầu lao động ở đây đòi hỏi phải có sức khỏe, phải là những người trong độ tuổi lao động, nằm trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, có nhiều thanh niên đi làm ăn ở các tỉnh phía nam. Hàng năm, đến dịp tuyển quân, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên tăng cường tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công dân. Dù ở tận miền Nam đang lao động sản xuất, nhưng họ đã thu xếp công việc để trở về tham gia khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường. Thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa khỏi địa phương rất là nhiều. Hai nữa là một số nhận thức về công tác thực hiện nghĩa vụ thì một số người dân thì còn hạn chế.
Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc của mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở địa phương thì công tác tuyển quân thì năm 2019 so với năm 2018 thì chúng ta có nhiều cái thuận lợi. Hiện nay là thanh niên đã cơ bản là có mặt tại địa phương để chuẩn bị cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Không chỉ tuyên truyền vận động mà thực tế chủ trương chính sách đối với công dân làm nghĩa vụ quân sự cũng đã và đang có sự quan tâm đúng mức với quân nhân. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, các chế độ về học nghề, bố trí công việc phù hợp được chú trọng để thanh niên yên tâm lên đường làm nghĩa vụ. Trước hết, đối với công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách, tiêu chuẩn của anh em được hưởng trong quá trình tại ngũ cũng như khi xuất ngũ. Có những vấn đề gì thì cần công khai, minh bạch nhằm động viên không những công dân mà gia đình, bạn bè, xã hội để tác động vào tâm lý, tâm tư, tình cảm anh em yên tâm lên đường nhập ngũ. Có thể nói trước đây rất nhiều đơn vị đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động này như gặp gỡ, giao lưu, lấy những tấm gương của những đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự rất là có một cuộc sống lành mạnh, kỷ cương và phục vụ tốt gia đình cũng như xã hội. Với phương châm ba gặp bốn biết là gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương, biết sức khỏe, biết văn hóa, biết la lịch, biết phẩm chất đạo đức, cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện đã đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để tìm hiểu về gia cảnh, thân thế, đảm bảo thanh niên được tuyển chọn có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa. Đa số các bậc phụ huynh và thanh niên đều có tâm lý sẵn sàng cho con em mình lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay trên địa bàn tỉnh, 100% xã phường đã hoàn thành tốt chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm học 2019-2020. Hội thảo là diễn đàn để sinh viên trình bày những kết quả nghiên cứu của mình. Có 30 bài báo cáo kết quả nghiên cứu của các tác giả và nhóm tác giả từ 10 khoa gửi đến tham dự hội thảo. Trong đó có 9 bài khoa học tự nhiên, 11 bài khoa học xã hội và 10 bài khoa học giáo dục. Các bài viết gửi tham dự hội thảo đều được in trong kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên năm 2019 và đăng tải trên trang web của trường. Ban tổ chức đã chọn 7 báo cáo trình bày tại phiên toàn thể. Hội thảo là diễn đàn để sinh viên trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và chia sẻ các ý tưởng khoa học, khởi nghiệp với các thầy cô giáo và bạn học. Là cơ hội tôn vinh ý chí vượt khó, lòng say mê khoa học, sức sáng tạo của sinh viên, tạo ra sân chơi bổ ích để sinh viên rèn luyện năng lực thực hành và tổ chức, năng lực nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Dịp này, Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế đã khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc năm học 2018-2019. Sáng nay, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra chương trình Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 năm 2019 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế và Câu lạc bộ Blue Sun của Trường Đại học Y Dược Đại học Huế tổ chức. Tại chương trình, các bệnh nhi cùng như người tham gia đã được ban tổ chức kể lại câu chuyện vượt lên nghị lực, chống chọi với bệnh tật của cô công dân trẻ thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Thúy. Thúy mắc bệnh ung thư xương, trải qua thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, cô đã qua đời và rồi cả tên cô được lấy để đặt tên cho chương trình mà một người quá quen thuộc như ngày hôm nay, ước mơ của Thúy. Chính tinh thần lạc quan và niềm tin mạnh mẽ của Thúy đã trở thành một nguồn sức mạnh tiếp sức cho bệnh nhân ung thư, nhất là bệnh nhân trẻ trong cuộc chống chọi với căn bệnh này. Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao 17 suất học bổng ước mơ của Thúy với 5 triệu đồng một suất cho 17 học sinh là bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn đã qua giai đoạn điều trị duy trì khỏi bệnh. Ngoài ra, tặng 53 suất quà 700.000 đồng một suất cho 53 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Không chỉ được nhận quà, các bệnh nhi cùng các anh chị tình nguyện viên vẽ tranh viện ước mơ, thả bong bóng, trình diễn thời trang, khắc gỗ. Dù còn muôn vàn khó khăn với các em, nhưng ngày hội như một cột lửa tiếp sức cho các em trên một hành trình dài chống chọi với những cơn đau. Tổng kinh phí chương trình là 122 triệu đồng do Công ty Cổ phần Địa ốc Phát Lợi và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ ủng hộ. Nhân tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức trao học bổng và tặng quà cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tháng 12 hàng năm được ngành điện thực hiện tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động việc cộng đồng với kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng. Trong chương trình tháng tri ân khách hàng, Công ty Điện lực đã trao học bổng cho 9 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng. Ngoài học bổng, Công ty Điện lực còn trao quà cho các em học sinh, sinh viên từ sự đóng góp của tổ chức Đoàn Thanh niên Công đoàn. Ngoài ra, nổi bật trong các hoạt động của tháng tri ân khách hàng năm 2019 là hoạt động sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt, thay thế bóng đèn, bảng điện miễn phí cho 200 hộ gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, 50 khách hàng lớn đang mua điện qua các trạm biến áp chuyên dùng cũng được vệ sinh trạm biến áp miễn phí bằng nước áp lực cao không cắt điện, góp phần đảm bảo vận hành an toàn cho các thiết bị tại trạm biến áp của khách hàng. Qua hoạt động tháng tri ân khách hàng nhằm đưa hình ảnh của ngành điện gần gũi hơn cộng đồng,
tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, làm sao để bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để thông qua đó giới thiệu và góp phần đưa hình ảnh một Tây Nguyên sinh động, vui tươi đến với bạn bè, du khách gần xa. Một trong những gợi ý hay dành cho câu hỏi này đó là việc kết hợp giữa yếu tố làng điệu cồng chiêng với những thể loại nhạc đương đại để tiếng cồng chiêng có thể bay xa, vang xa hơn nữa đến với công chúng. Tối qua, một đêm nhạc như vậy đã được Viện Pháp tại Huế tổ chức tại Trường Đại học Y Dược Huế, phản ánh của phóng viên thời sự. Thanh âm trầm bổng quen thuộc của điệu cồng chiêng vốn dĩ chỉ thường vang lên ở những lễ hội, hoạt động sinh hoạt truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Nay trở nên sôi nổi, cuồng hút lạ thường khi đứng chung trong dàn nhạc với sự xuất hiện của những nhạc cụ đến từ phương Tây như guitar bass, trống hay kèn saxophone. Điệu bè trầm quen thuộc của dàn cồng chiêng là bề phòng vững chắc để những thanh âm trong trẻo của nhạc jazz bay cao và chạm đến trái tim của khán giả. Et là, on nous avait proposé Nhóm nhạc của chúng tôi dành một sự ưu biệt đặc biệt dành cho văn hóa âm nhạc Việt Nam nói chung và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng. Chúng tôi muốn mang đến một màu sắc vui tươi thông qua sự kết hợp này để khi nghe anh cũng có thể nhảy múa theo điệu nhạc. Chơi cái bình thường thôi, mình không biết chơi theo cái bằng nhạc gia. Thì mấy cái ông nhạc trưởng đó, thì ông tập lại cái nút chỗ nào mà cái điệu mà chưa hợp á. Thì tập lại để khi nó hợp. Cái đầu tiên rất khó, mà từng lần thì mới kia, bây giờ thì tạm. Là nhóm nghệ sĩ khách mời quen thuộc qua các kỳ festival, lần trở lại Huế lần này, nhóm nhạc Mexican Jazz Unit cùng 13 nghệ sĩ dân tộc Bana đã mang đến cho khán giả những sáng tác mới, như Người Con Con Tum, Cảm Ơn Bana hay Chia Nhau Bầu Rượu Gần. Ý nghĩa hơn khi những bản nhạc này chính là thành quả của hàng tháng trời gian nhạc cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện với nhau nơi vùng cao Tây Nguyên. Những thanh âm sôi nổi, du dương đặc trưng của điệu jazz kết hợp với nét trầm ấm, mộc mạc của dàn cồng chiêng đủ sức lôi cuốn bất kỳ khán giả khó tính nào, dù là người thẩm gia sành điệu hay chỉ là người mới nghe lần đầu. Hay mặc dù có bóng đá SEA Games Việt Nam nhưng mà Huyền Sâm vẫn lựa chọn đến với âm nhạc. Đây là buổi kết hợp giữa nhạc truyền thống cồng chiêng Bana của Việt Nam và ra đương đại của Pháp. Một buổi âm nhạc rất là thú vị, mọi người thưởng thức rất là sảng khoái. Khán giả cũng hòa minh vào với nhạc sĩ với những cái điệu nhạc rất là sôi nổi, rất là vui vẻ. Ça donne un coup, ce qu'on appelle un coup de projecteur. Việc kết hợp này sẽ giúp phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa cổ xưa của bà con Tây Nguyên. Thông qua âm nhạc, những người như chúng tôi là được biết thêm nhiều điều về vùng đất này. Âm nhạc vốn dĩ là thứ ngôn ngữ chung vượt qua mọi sự khác biệt về địa lý, văn hóa. Nhưng sự kết hợp bởi là như thế này không chỉ mang làn gió trẻ trung, tươi vui đến với làng điệu cồng chiêng, mà còn góp phần mang không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng. Thưa quý vị, dưới tiết trời se lạnh, những người trẻ đam mê nhiếp ảnh rong ruổi trên khắp nẻo đường của thành phố Huế để tìm kiếm các anh chị lao công đang làm vệ sinh môi trường. Những cuộc trò chuyện ngắn gọn diễn ra trong thoáng chốc và khép lại bằng mỗi tấm chân dung khắc họa công việc âm thầm nhưng đầy cao cả. Và thật trọn vẹn cảm xúc khi cả người chụp lẫn người được chụp nở nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Đây cũng là câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong phần của chương trình thời sự hôm nay. Đó là câu chuyện của một nhóm bạn trẻ Huế với nhiều nghề nghiệp, công việc khác nhau. Nhưng đến hẹn lại lên cứ tháng 12 hàng năm, họ lại tham gia chương trình chụp ảnh chân dung cho mọi người, Help Portrait, diễn ra từ 10 năm qua. Đã có hàng vàng tấm hình được chụp, được in ra và được trao tận tay đến mọi người. Năm nay, câu chuyện mà những bạn trẻ tham gia chương trình hướng đến đó là những bông hoa về đêm, kể về câu chuyện âm thầm lặng lẽ của những người lao công với công việc dọn dẹp rác, làm sạch đẹp phố phường. Bất ngờ thôi chứ gì cũng không biết nữa. Mà gì cảm thấy như thế nào? Gì cảm thấy rất là rất là vui cười, phấn khởi. Khởi đầu là năm 2011 thì chương trình Happy Trip Việt Nam đã tổ chức chương trình chụp ảnh mang lại nụ cười cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Năm nay thì Huế cùng đồng hành cùng với Happy Trip Việt Nam tổ chức chương trình này với chủ đề là 10 năm hy vọng. 20 giờ tối, sau hơn 1 giờ phân tổ kiểm tra lại máy ảnh, hơn 20 bạn trẻ cùng nhau tỏa đi khắp mọi nẻo đường để chụp lại từng khoảnh khắc của các anh chị lao công với công việc lặng thầm nhưng ý nghĩa của mình.
đằng sau những nụ cười trong mỗi bức ảnh luôn ẩn chứa cả câu chuyện về thân phận con người. Ở đó có vui buồn, có mệt nhọc, có những điều chưa thể nói ra. Việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ đang mang lại nhiều niềm vui bé nhỏ đó cho mọi người. Những hình ảnh ý nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.